chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Và hôm nay chúng ta cùng trở lại với VNM Simulation, nhưng mà một cái rất là khác. Lần trước em thấy thì góc trải nghiệm mới chỉ là những cái tường gỗ và những thứ hơi bừa bộn một tí. Thì hôm nay các anh ở bên VNM Simulation đã làm lại. Các bạn nhìn nó sang xịn mịn hơn rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta không những là thăm một cái bộ gương mặt mới ở những bức tường trắng rất là đẹp, và ngoài ra có những sản phẩm mới của VNM mà sắp tới Hacom chúng mình cũng sẽ mang về cho các bạn nữa. Và bây giờ đây là một cái dàn Motion. Thì đằng này anh em video trước đã thấy rồi đúng không? Thì nó vẫn như thế thôi. Nhưng mà hiện tại có một cái mới, đó là lần trước thì Hoàng vẫn sử dụng, đó Hoàng vẫn test, đó chính là cái cục vô lăng DD. DD thì anh em nói rằng nó là truyền tỷ lệ 1:1 đến tay anh em, chứ không phải thông qua hệ thống bánh răng hoặc là dây đai như là Thrustmaster nữa. Nên là nó sẽ toàn bộ phản hồi lực nó sẽ rất là chính xác. Thì hôm nay có một cái sản phẩm, đó chính là chiếc DD của VNM. Anh em thấy là cục DD này có kích thước khá là nhỏ gọn hơn so với cục lần trước mà anh em đã xem rồi. Moment của cái lực của cái motor này nó khoảng tầm là hơn 20 Nm. Tức là anh em so sánh với những chiếc G29 bây giờ ấy thì nó khoảng tầm gấp 10 lần. Và nói vui vui để tay vào mà vặn thì gãy tay. Còn bình thường anh em, nên là những con cục này thì nó sẽ toàn truyền những cái lực đến phần vô lăng nó chính xác, và toàn bộ những cái gì trong game nó sẽ truyền đến và không bị, tức là bình thường như là Logitech hoặc là Thrustmaster sẽ là khuếch đại thông qua hệ thống bánh răng hoặc là dây đai, các bạn sẽ delay và mất một vài những cái phần nguồn lực nhỏ. Còn trên DD sẽ toàn bộ mọi thứ sẽ truyền đến tay các bạn, và cái cảm giác lái nó sẽ khác hoàn toàn. Và mình tả ở đây thì có lẽ là tả cho các bạn rất là khó, nhưng mà các bạn đến VNM Simulation ở 297 ở Vĩnh Hưng, các bạn sẽ lái thử, các bạn sẽ biết thế nào đó chính là sự khác biệt hoàn toàn giữa DD và cái hệ thống cái vô lăng gọi là phổ thông bây giờ ấy, và khi thử là nghiện. Nhưng mà bây giờ cái sản phẩm vô lăng DD này sẽ có mặt ở Hacom và khoảng tầm tháng 6 năm nay. Và cùng với đó, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn hơn, đó chính là ngoài cái DD chúng ta còn một cái, đó chính là hệ thống anh hay gọi là rung lắc ấy. Rung lắc là hệ thống 6 motor và 5 bậc tự do. Và 5 bậc tự do là những cái gì thì nó sẽ có bao gồm là hệ thống mô phỏng chuyển động này sẽ bao gồm 6 motor tương ứng với 5 bậc tự do, hay gọi là definition of movement, bao gồm là heave up and down, nghĩa là cảm giác mà khi các bạn qua những mặt đường nó mấp mô trên đường đua, hay là các bạn bị chạy vào lề đường nó bị gọi là sóc nảy xe lên ấy. Tiếp theo đó chính là surging, tức là cái cảm giác dân dã hay gọi là dính ghế khi các bạn tăng tốc xe, đặc biệt là ở những giải tốc độ nó thấp. Thứ ba là roll, tương ứng với việc các bạn quay và lăn khi mà các bạn vào cua và xe nó sẽ ép xuống bên trái hoặc bên phải, tương ứng với mặt đường nhiều hơn bên còn lại. Thứ tư, thể hiện khi bạn mất độ bám với đường và quẫy đuôi xe khi các bạn gọi là bị vào cua quá tay. Và cuối cùng là pitch, tương đương với hiện tượng quăng ra trước khi các bạn đi một đoạn đường thẳng dài, tốc độ cao mà phanh gấp xuống thì cảm giác các bạn sẽ bị chúi người ra phía trước, đó chính là pitch. Và anh em nhìn thấy thì có vẻ như là nó sẽ làm bằng nhôm toàn bộ, nhưng mà không phải là nhôm anh em mua trên Shopee đâu. Hiện tại anh em ví dụ mua trên Shopee thì anh em sẽ là những cái nhôm khoảng tầm 1mm thôi, nó rất là mỏng. Còn toàn bộ nhôm trên hệ thống này là nhôm hơn 2,6 ly, nó rất là dày, thế nó mới đủ khả năng để chịu lực những cái rung lắc rất là mạnh từ 6 cục motor ở đây. Các bạn thấy một nguồn 6 cục motor rất là to. Đây là phiên bản thử nghiệm nên là vẫn còn những cái ví dụ như là cục nguồn, driver nó còn rất là bừa bộn. Nhưng mà về mô hình chung thì hệ thống lắc này cho anh em tất cả những cái gọi là chiều di chuyển, trừ cái trục lắc ngang ấy. Trục lắc ngang thì anh em đua xe thì không cần, anh em nào mà lái giả lập máy bay mô hình thì mới cần gọi là 6 trục thôi. 6 trục thì là sàn bên này, đây là 5 trục. Đua xe là vừa anh em có thể lắc đít này, anh em bị mất lái hay là bị tăng tốc và thăng số thì có những cái phản hồi về đúng cái ghế lái ở đây. Và cái dàn này thì nó chỉ sử dụng là 6 motor. Em thấy là 6 motor và 6 cục nguồn rất là to ở đây. Và hiện tại mỗi cái trục ấy có thể di chuyển cho anh em tối đa là 20 cm. Tức là theo khuyến cáo thì là 15 cm là một cái đủ để anh em cảm nhận cái lung lắc rất là phê. Đây là 20 cm cơ, tức là anh em có thể thoải mái rất là nhiều thứ ở trong này. Và cái này thì ống nhôm đây mình sờ rất là chắc chắn. Và đây là phiên bản thử nghiệm nên là anh em có thể thấy là nó vẫn còn chưa là đồng đều lắm về màu sắc, về những tấm nhôm các thứ. Nhưng mà mình nhìn, mình sờ thì gọi là so với những cái nhôm định hình khác trên thị trường ấy thì những tấm nhôm này rất là chắc, rất là chắc chắn. Và em sờ nó độ dày cao nhưng nó chắc chắn hơn nhiều mà. Và có một cái nữa ở đây, đó chính là đi kèm với cục motor DD của VNM thì chúng ta còn có một cái là cái vô lăng GT hoặc là F1. Nói chung là những cái thể loại đua xe mà GT hoặc F1 anh em dùng được kiểu vô lăng này. Đây chúng ta sẽ có một cái vô lăng ở đây với rất nhiều nút ở trên. Đây là vô lăng anh em sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 của encoder để anh em làm gì, anh em đua xe với đua Assetto Corsa, em chỉnh ví dụ ABS này, brake bias này, engine map này, rất là nhiều thứ khác nhau, và 8 cái mình nghĩ là vẫn không biết là dùng là gì cho đến hết được. Nhưng mà anh cũng để 8 cái là gọi là đề phòng, em thích không biết chỉnh volume như này được không? Chỉnh volume được không? À sao này có một cái nút map mà chỉnh volume được. Map chỉnh volume đấy anh. Đấy. Đấy có rất là nhiều nút trên này, và anh em đây anh em rất nhiều vô lăng trên thị trường khác, ví dụ anh em nếu mà sâu ở bộ môn này này thì những hãng brand khác họ có những cái vô lăng như thế này, nhưng mà ở đây thì là hàng made in Việt Nam, toàn bộ chỗ này nhá đều là made in Việt Nam. Anh em là ủng hộ yêu nước ấy thì đây là những cái sản phẩm anh em nên tìm đến, và thứ nhất đó chính là ví dụ như là Fanatec, Simagic hay là Moza, họ đều không có những cái gọi là đại lý ở Việt Nam để có thể bảo hành cho các bạn. Nhưng mà bên em thì bây giờ họ sản xuất luôn tại Việt Nam và tại 297 Vĩnh Hưng này, nên là anh em ví dụ mà mua sản phẩm nào mà lỗi thì chẳng may lỗi chẳng hạn thì anh em sẽ mang ở đây và sửa, nói chung là khắc phục coi như tại chỗ và rất là nhanh thay vì việc phải gửi đến nước ngoài. Nên đây là một cái vấn đề rất là cạnh tranh của VNM Simulation so với cả những cái thương hiệu khác tại Việt Nam. Về giá nào thì anh Hoàn bên VNM Simulation, anh là giám đốc, thì anh có chia sẻ mình một chút là giá của bộ rung lắc này thì giá dự kiến nó khoảng tầm 5.000 đô, tức là khoảng tầm hơn 110-120 triệu. Và anh em nghĩ một con số đấy khá là to, nhưng mà anh em nhìn sang xung quanh ấy thì ví dụ như là những cái cùng sản phẩm như thế này nhưng ở bên những thương hiệu khác họ bán rất là đắt, khoảng tầm 8-10.000 đô, tức là khoảng 200 triệu, mà tầm Việt Nam 120 triệu. Và anh em nhìn ấy, chúng mình bán những ghế bộ cạp hơn 100 triệu rất là nhiều mà, nên là những cái này nó giá là hoàn toàn có thể đáng đầu tư với những anh em nào mà đam mê môn đua xe. Còn nếu mà không có rung lắc ấy, thì chỉ khoảng tầm là hơn 20 triệu cho một bộ mà không rung, ta bỏ hệ thống rung và không nhôm, mà hơn 20 triệu. Và tất cả được tinh chỉnh các thứ để phù hợp với dáng người của Việt Nam thay vì dáng người của mấy ông Tây Lông thì phù hợp với dáng người của Việt Nam. Và về phần củ vô lăng thì sao? Phần củ vô lăng direct drive ấy, thì giá của nó sẽ rơi khoảng tầm là trên dưới 20 triệu, tức là giá khá là cạnh tranh với một cái lực phản hồi khoảng tầm 20 Nm so với con số từ 5-8 Nm của các sản phẩm cùng giá của Fanatec trên thị trường. Thì anh em thấy là nó anh em có lực phản hồi mạnh hơn, lực phản hồi mạnh hơn và rất là chi tiết, thì anh em nói chung là lái nó sẽ phê. Và bây giờ mình sẽ thử ngồi lên trên giàn này để xem là anh em trải nghiệm Motion 6 motor để xem như nào nhá. Anh mình lái nãy giờ, nói chung là về phần vô lăng này cái lực mà phản hồi mạnh nên là cái cảm giác nó sẽ nặng hơn rất là nhiều so với những cái vô lăng đi trước mình lái, nó chỉ khoảng tầm 5-8 Nm thôi, mà cái này là 20 và chưa xét về mức phù hợp nên là mình vặn cái lực phản hồi rất là sướng và nó chi tiết. Và thứ hai là cái phần vô lăng này thì do là mình cũng mới chơi cái vô lăng này lần đầu và mình cũng chưa setup nhiều, nhưng mà anh em nào mà chơi lâu ấy thì những cái phần này hoàn toàn nó thể chỉnh. Ví dụ đây là anh em trùng rất nhiều, chính là TC1, TC2 này, có thể chỉnh thêm brake bias rồi các thứ ở đây. Và một điểm nữa đó chính là cái cần analog nó rất là tiện khi mà anh em có thể chỉnh các thông số khi mà anh em vào pit ấy. Thì nhìn chung thì hôm nay mình để tham quan trước những sản phẩm sắp ra mắt của VNM Simulation vào khoảng tầm tháng 6 đến tháng 7 năm nay, tức là tầm giữa năm. Thì cảm nhận của mình ấy, thì nếu mà so với cùng mức giá thì mặc dù anh em nhìn nó có thể là hơi đắt so với những chiếc như 29 hay những mẫu đích của Obuto trên thị trường hiện tại, nhưng mà nhìn chi tiết ra thì anh em nhìn thấy là chất lượng build của VNM thì anh em có thể qua showroom của Hacom hoặc là qua trực tiếp 297 Vĩnh Hưng để trải nghiệm chất lượng build, thì nó khác thật sự là hoàn toàn. Anh em sờ vào những cái tấm thép nó mát lạnh này, nhôm dày cộp, anh em cầm rất là sướng, những cái cần số anh em gạt ấy, cảm giác nó khác hẳn hoàn toàn. Và những cái đấy thì anh em phải chơi, phải trải nghiệm thì nó mới biết được. Còn bây giờ anh bảo là ngon hơn, nhưng mà ngon hơn thế nào thì là ngon hơn là mình biết thôi. Còn anh em mà muốn trải nghiệm trực tiếp mà nó ngon hơn đến cái cỡ nào thì qua thử phần VNM ở 297 Vĩnh Hưng nhé. Và sắp tới Hacom chúng mình cũng sẽ có những sản phẩm của VNM, hiện tại chúng mình đã có là bàn đạp, phanh tay và hộp số của VNM rồi. Sắp tới sẽ là vô lăng, phần vô lăng này, củ vô lăng và những cái dàn hệ thống Motion như thế này. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.